Cảnh sát Thái Lan ngày 10 tháng 7 cho biết đã có ít nhất một người thiệt mạng sau khi dầm kim loại tại công trường thi công tuyến đường trên cao bắc qua một con đường đông đúc ở thủ đô Bangkok bị sập. Dầm kim loại khổng lồ thuộc dự án xây dựng đường thu phí Lat Krabang ở phía đông thủ đô Bangkok đã bị sập vào chiều ngày 10 tháng 7 theo giờ địa phương. Đây là một phần của dự án xây dựng đường cao tốc trên cao nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông của thành phố. Video do Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho thấy dầm kim loại khổng lồ kết nối với các bộ phận chưa hoàn thành khác của tuyến đường cao tốc đã bị rung lắc, sau đó rơi thẳng xuống đất. Vụ việc xảy ra vào giờ tan tầm khiến nhiều người không tránh kịp. Cảnh sát cho biết đã có ít nhất một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Phát biểu với báo chí khi đến kiểm tra hiện trường, Thống đốc Bangkok, ông Chatchat Sisthibun cho biết, chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn và cũng chưa có bất cứ thông tin nào về những người gặp nạn. Theo ông Chatchat Sisthibun, trong số những người bị thương, có 4 người đang nguy kịch. Lực lượng cứu hộ sẽ chờ các kỹ sư phân tích tình hình trước khi bắt đầu hoạt động cứu hộ. Chúng tôi đặt sự an toàn lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra nguyên nhân một cách cẩn thận, ông Sisthibun nói. Vẫn chưa rõ có người bị mắc kẹt dưới các dầm thép hay không, nhưng các nhân chứng cho biết nhiều ô tô bị vùi dưới đống đổ nát.